quý vị, hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đón đầu mùa cưới vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, thương hiệu váy cưới Trend Bridal Studio Thành phố Hồ Chí Minh đã cho ra mắt bộ sưu tập mới nhằm mang đến những trải nghiệm đáng nhớ nhất cho các cô dâu chú rể trong ngày trọng đại của mình. Bộ sưu tập mới bao gồm nhiều mẫu váy công chúa trắng tinh khôi, hút mắt, được chăm chút kỹ lưỡng, tỉ mỉ trong từng đường may đo, chất liệu được chọn lựa kỹ càng nhằm mang đến cho cô dâu những mẫu váy cưới thời trang mới lạ trong ngày trọng đại của mình. Từ khi thành lập đến nay, Trend Bridal Studio có sự khác biệt so với những thương hiệu khác. Trend mang đến cho khách hàng những dòng váy thiết kế với chất liệu nhập khẩu cao cấp. Ngoài ra, Trend Bridal Studio còn sở hữu ekip trẻ trung, chuyên nghiệp mang đến cho những thước phim bắt trọn khoảnh khắc trong ngày trọng đại nhất. Ra đời từ năm 2016, Trend Bridal Studio là một trong những thương hiệu váy cưới được nhiều cặp đôi lựa chọn.